Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nha quý vị. Thì trong cái bản tin là ngày hôm nay đó quý vị, thì em cũng muốn lên để em cập nhật cho quý vị những thông tin, thì nó cũng liên quan về những vấn đề như là của Điền Võ hay là Lạc Phong gì đó. Thì quý vị cũng biết rất là nhiều những thông tin đồn đoán là mấy ngày hôm nay là những anh em YouTube như là Điền Võ, Lạc Phong có những vấn đề như là xóa kênh, công an mời, vân vân và vân vân rất là nhiều. Thì em cũng muốn nhắc lại cho quý vị biết một chút xíu thôi đó. Nhưng thì quý vị cũng biết là trong ngày hôm nay đó thì như là Lạc Phong ở ngoài Điện Thoại thì cũng có live stream và phát trực tiếp cho quý vị biết một cái bọn như là những anh em đang đi du lịch hay là đi bãi biển gì đó quý vị. Thì lúc đó thì nói chung thì Điền Võ thì cũng có mặt ở đó và anh ta cũng đã đính chính lệ những cái vấn đề là mấy ngày hôm nay là tại sao, vì cái lý do gì mà anh ta mất tích là không xuất hiện trên mạng xã hội một thời gian, làm cho rất là nhiều người đồn đoán hoặc là một số như là phe đối lập đó vậy, lại đồn đoán những thông tin là nói Điền Võ bị công an mời rồi mất tiêu mất tích, bị công an bắt xóa kênh gì đó. Thì vì cũng biết thì anh Điền Võ thì cũng chính thức đã lên tiếng là đợt này thì anh Điền Võ thì sẽ làm những cái clip hay là live stream trên những cái clip như là Điền Đồ Cổ gì đó vậy, chứ không còn làm trên những cái clip là của Điền Vlog hoặc là anh Điền nữa. Thì đó rõ ràng là những cái thông tin thì anh Điền đã chia sẻ cho quý vị. Nhưng còn một cái điểm khá là quan trọng thì quý vị cũng biết là anh Điền đã chính thức lên tiếng là những cái vấn đề như là Đinh Lan hay là Duyên Mai gì đó quý vị. Nói chung Đinh Lan tặc đó, như cô Duyên Mai thì sẽ bị chính thức là bị anh Điền bỏ kiện trong những ngày sắp tới đây. Thì nói chung rất rõ ràng rồi, trước đó thì Lạc Phong cũng đã từng lên tiếng là sẽ kiện hai người này. Và anh Điền cũng biết anh Điền Võ đã chính thức lên tiếng một cái nữa là kêu cô Duyên Mai hãy gỡ bỏ những cái clip đó xuống, nếu không thì sẽ không thể nào tránh khỏi những cái vấn đề mà liên quan tới pháp luật. Thì quý vị và các bạn cũng biết tại vì cái vấn đề nếu mà cái anh Điền Võ không có bị cơ quan chức năng mời làm việc, hoặc là vấn đề của anh Điền Võ hầu như chỉ là bệnh hoạn hay là anh ta đi du lịch gì đó mà cô ta đang đồn đãi trên mạng xã hội là nói Điền Võ dính tới vấn đề cơ quan bị xóa kênh rất là nhiều. Thì vì cũng biết rồi, những cái thông tin đó sẽ làm mất danh dự hoặc là ảnh hưởng tới người ta hoặc là tới công việc của người ta đang làm, nó rất là rõ ràng chỗ đó. Thì cái vấn đề như là Điền Võ muốn kiện cái hai người này thì chuyện nó rất là đơn giản, thì không có gì khó khăn hết, tại vì bây giờ anh cũng có lên mạng đính chính những vấn đề đó rồi thì anh cũng có quyền kiện người ta. Tại vì cái vấn đề như là của người ta, nhưng tại sao hai người này lại lấy những cái thông tin hình ảnh chia sẻ những vấn đề đó là rất là nhiều, nói Điền Võ bị phá mỏm rồi, Điền Võ bị cơ quan chức năng mà anh làm việc rồi, hay là Điền Võ toan rồi, rất là nhiều thứ quý vị cũng biết. Trong cái ngày hôm qua thôi, cô Đinh Thị Lan Tặc cũng đã lên nhiều cái vấn đề, như là có những cái vấn đề là muốn hâm dọa Điền Võ thì đó, những cái vấn đề nghe đâu hâm là bẻ răng bẻ gì đó, rất là nhiều thứ đúng không quý vị. Thì anh Điền Võ cũng đã lên tiếng về những vấn đề như là tại sao là lý do là mấy ngày hôm nay là anh ta cố tình không lên clip hay là ẩn clip gì đó vậy, hay là đợi để cho những cái bọn lương là đồn đoán những cái thông tin là Điền Võ bị cơ quan chức năng mời để cố tình, anh ta nói là cố tình là chơi anh Thám Tử Cung. Thưa quý vị cũng biết thì nếu mà những anh Thám Tử Cung mà nhận được những cái nguồn thông tin này thì anh ta sẽ lập tức lên trên mạng xã hội chia sẻ về vấn đề là Điền Võ và làm những cái vấn đề là đặt điều vu khống. Thì anh Điền Võ cũng chính thức là lên tiếng cái vấn đề đó là nói anh ta đang chơi hàng gài. Thì quý vị thấy không, thì anh Điền Võ thì cũng đã lên tiếng là nói là mình đang gài anh Thám Tử Cung cho vào cái vấn đề đó, để anh Thám Tử Cung chia sẻ rộng rãi những vấn đề đó, rồi có thể là làm những lá đơn là đưa kiện luôn anh Thám Tử Cung. Tại vì những thông tin mà của những anh em lên trên mạng xã hội, đưa lên trên mạng xã hội hình ảnh, thông tin, tin tức gì đó của anh em mà đưa lên trên mạng xã hội mà không có kiểm chứng hoặc là không có sự thật thì những anh em có quyền kiện là những người này. Đó là cái vấn đề như là Điền Võ đã chia sẻ, và anh Điền Võ cũng chính thức lên tiếng là ủa là anh ta nói là anh ta làm bằng chính cái tiền của anh ta và bán hàng bán gì đó, chứ anh ta không có lừa gạt, anh ta không có kêu gọi từ thiện gì hết, lợi dụng số tiền đó anh ta chỉ làm ra bằng công sức của anh ta để lấy anh ta đi du lịch. Rồi tại sao những cái này đồn đoán là anh ta bị bắt rồi bị tù, bị tịch thu tài sản thì rất là nhiều thứ. Thì nói chung hầu như thì Điền Võ cũng lên tiếng hầu như cũng rất là bức xúc về cái vấn đề này. Nói chung thì chắc cô gì chú bác cũng đã nghe được cái thông tin mà liên quan tới Điền Võ và Lạc Phong đã chia sẻ trên mạng xã hội cho quý vị biết rồi. Thì em chỉ muốn là cập nhật lại cho quý vị là chuyến này Điền Võ đã xác nhận xác định cái thông tin như là Đinh Lan Tặc và cô Duyên Mai chính thức sẽ toan với Điền Võ, tại vì dám đưa những hình ảnh của Điền Võ và của Lạc Phong lên trên mạng xã hội. Có rất là nhiều người đồn đoán những thông tin như là bên phía phe đối lập, rất là nhiều kênh như là Mộng Nguyễn Miêu Mập, Thám Tử Cung hay là rất là nhiều.
đang đưa lên nhiều cái vấn đề là nói chiến này thì bỏ toang gì đó, hay là rất là nhiều người đang đồn đại thông tin đó. Thì nói chung hiểu thì chắc cũng đã hiểu rõ những vấn đề rồi, tại sao mà những người này lại làm như vậy, lại công kích vào những trang YouTube. Quý vị biết có nhiều người nói là Điền Võ và Lạc Phong đang cố tình tạo dựng ra một cái drama mới, là tạo dựng muốn đó, là như là Điền Võ như Lạc Phong muốn hợp tác lại với nhau làm những cái vấn đề như là cố tình ẩn kênh, cố tình xóa kênh để làm cho dư luận càng ngày càng xôn xao hơn đó. Tại vì mình cũng biết trong mấy ngày hôm nay thôi là cái vấn đề như Điền Võ Lạc Phong nó rầm rộ trên mạng xã hội, có rất là nhiều người cũng đã chia sẻ về những vấn đề này, hoặc là những bên một số thành phần nói chung là bên phe đối lập á, cũng đã lên chia sẻ cái vấn đề này rất là nhiều. Là nói chung thì chỉ nói là vấn đề lòng vòng, là những cái câu chuyện của những anh em, và nói là sẽ tác động vật lý rồi hay sẽ tìm tới nhà Điền Võ để điều tra thông tin tin tức gì đó. Vậy nói chung á thì người ta đi du lịch thì vị cũng biết là mấy ngày trước là như Tí Chuột nè hoặc là Hoàng Chớt cũng có lợi tới nhà Điền Võ và nói những cái vấn đề á là liên quan tới Điền Võ, nói là Điền Võ bị bệnh rồi đang mổ gần cổ gì đó, không có tiếp chuyện với cô dì chú bác được đó. Thì nay á nói chung những cái thông tin thì bây giờ không có đính chính lại cái vấn đề đó rồi, thì không thể nào mà chối cãi được. Thì bây giờ nói chung á thì những cái bọn lương á hoặc là những cái bọn vu khống xuyên tạc á thì hãy chuẩn bị sẵn cái tinh thần đi. Quý vị thấy không, thấy không, trong suốt cái thời gian mà cái quá trình drama nổ ra là cái cô Duyên Mai mình đó mày, hầu như là lên trên mạng xã hội là chửi rủa và xúc phạm rất là nhiều những anh em YouTube, không có phải là không có nghe vậy, có những lần có những cái cuộc điện thoại hăm dọa và đe dọa, có thể là quý vị có thể nhận là những cái thông tin như là có người điện thoại thuê điện thoại hăm dọa đe dọa những anh em YouTube, đòi tấn công những anh em YouTube, đòi tác động vật lý hoặc là đòi có thể là nguy hiểm tới tính mạng. Nhiều lần những anh em YouTube đã đi tìm những cái sự việc mà liên quan tới vấn đề của tỉnh Thất Bồng Lai, đó là chỗ đó đúng không vậy đó. Còn cái vấn đề như là của cô Đinh Thị Lan Tạc Minh thì rầm rộ là một cái chỗ là cô ta là người bị hại trong cái vấn đề liên quan tới vụ việc của cô Sô Nguyễn Phương Hằng. Thì cô Sô Nguyễn Phương Hằng thì chính thức thì đã nhận 6 lá đơn thì của những anh chị em nghệ sĩ và một số những cái kênh YouTube, thì nói chung thì chắc là cô dì chú bác cũng đã biết những người đó rồi đó. Thì quý vị cũng thấy là có rất là nhiều những anh em đã đưa những cái thông tin và bằng chứng hoặc là liên quan cái vụ của cô Đinh Thị Lan Tạc đang chửi và xúc phạm những anh em YouTube trên mạng xã hội hoặc là xúc phạm bằng cái Phương Hằng gì đó. Thì nói chung thì rất là nhiều anh em cũng có đưa những thông tin đó lên, và quý vị cũng thấy là cô ta cũng lên đính chính rất là nhiều clip và cô ta đã chối cãi rất là nhiều vấn đề đó thôi. Cô ta nói thì chỉ là hầu như là chỉ nói về vấn đề của bà Hằng là một cái vấn đề mà thôi, ví dụ kim cương giả kim cương thiệt gì đó mình không biết đó, nhưng mà nói là chỉ nói bà Hằng như vậy thì làm sao có tội được. Thì quý vị cũng thấy là mỗi là cô ta lên chối cãi trên mạng xã hội rất là nhiều, hầu như quý vị cũng biết là cô ta cũng đang sợ sệt về những vấn đề là có thể là bị cơ quan chức năng mời làm việc, chứ không phải là không sợ nghe vị đó. Còn như một số người khác như anh Đức Hỉnh hay là cô Hàng Nico gì đó vị, thì mấy ngày hôm nay vị thấy không mà cũng rất là vui mừng, như là cái cô Hàng Nico đó vị cũng đang rất là vui mừng khi đã xác nhận những thông tin như là công an tỉnh Bình Dương đã làm việc và ba nói chung nói là cô ta xác nhận cô ta 3 lần là bị hại, thì cô ta rất là tự tin về những vấn đề đó. Thì nói chung á thì chưa có biết được cái phiên tòa xét xử như thế nào bởi vì đúng không, để chừng nào mà cái phiên tòa là xét xử kết quả như thế nào thì mới biết xác định thông tin đó có chính xác hay không. Thì nói chung bây giờ là những người đó là hiện tại là đang bị hại thì mình sẽ chấp nhận cái vấn đề đó, nhưng mình phải đợi là cơ quan chức năng trong cái phiên tòa sắp tới đây thì xử cái vấn đề của cô Sô Nguyễn Phương Hằng đó, thì những người này có thể là vô tội hay không mới chính xác được. Tại vì hiện tại bên phía mà của cô Sô Nguyễn Phương Hằng thì người ta cũng sẽ có những cái thông tin hoặc là có những luật sư mà bào chữa cho cô Sô Nguyễn Phương Hằng, thì người ta cũng sẽ đi kiếm những cái thông tin hoặc là những cái bằng chứng mà có lợi cho cô Sô Nguyễn Phương Hằng. Đó là một cái điều kiện đương nhiên đúng không vị? Tại vì luật sư mà muốn bảo vệ thân chủ thì phải đi tìm những cái thông tin và bằng chứng để xác thực những cái thông tin đó để có thể là cứu thân chủ của mình. Cái chuyện đó rất là bình thường, chưa phán quyết thì chưa chắc là ai ăn ai, cái chuyện đó rất là rõ ràng chỗ đó, chứ đừng có lên trên mạng xã hội mà đồn đãi những cái thông tin mà cầm đèn chạy trước ô tô. Có rất là nhiều những cái thông tin mà một số như là luật sư biết không biết ở đâu xuống như vậy, em cũng không biết là luật sư từ ở đâu lại mà phát hiện và phát biểu những cái thông tin là đồn đó, nói là chiến này bà Hằng là sẽ hơi mệt và rất là nhiều những anh em YouTube thì cũng sẽ nhận những mức án là cao nhất là từ 15 củ. Thì quý vị thấy rất là nực cười đúng không quý vị? Phiên tòa chưa xét xử, công an chưa công bố kết quả, báo chí báo đài chưa lên vấn đề, mà tại sao những người này lại có những cái thông tin đó? Thì rõ ràng là cố tình dẫn dắt dư luận hoặc là dẫn nói chung là câu kéo câu view câu like vậy, rất là nhiều những thông tin mà hoàn toàn là chưa được kiểm chứng hợp hiển gài hổng gài là trên mạng xã hội rất là nhiều đúng không quý vị? Đó thì nói chung thì cái bản tin thì ngày hôm nay thì em chỉ muốn lên đó là em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi.
Thì mình có xem kênh đó thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh các em nghe. Kênh các em là kênh ủng hộ channel. Nói chung kênh cái nó mất đề sức rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì mình có xem kênh đó thì cũng nhớ xem một like luôn nghe về, để cho kênh các em có độ tương tác hơn quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những cái video hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào, bye bye quý vị, bye bye.